Tính ơi, cái này là mình quay interview cho cái phim mà sắp chiếu của mình vào đầu năm sau ha, nên tâm lý cứ thoải mái thôi. Rồi, ok. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tín Nguyễn. Hiện tại mình 26 tuổi, mình là người con của Phú Yên. Cứ mỗi lần mọi người gặp mình hỏi ước mơ của mình là gì thì mình luôn trả lời là mình muốn làm diễn viên. Bởi vì... Chị! Xin lỗi mọi người, mẹ em Lam thôi à. Do lâu rồi em không về quê, cũng không gọi gì cho mẹ luôn nên mẹ rầy em. Em xin lỗi mọi người, em xin phép quay tiếp. Em muốn cảm ơn chân thành đến một người rất là đặc biệt, rất là quan trọng trong cuộc đời của em. Người đã hy sinh tất cả cho em và luôn ủng hộ em trên con đường nghệ thuật. Mẹ của em cũng rất là ngại khi chia sẻ vấn đề này. Đó là ba mẹ của em không biết phim điện ảnh là như thế nào. Mẹ không có biết phim chiếu rạp là nó ra sao. Em hứa là em rảnh em sẽ dẫn ba mẹ đi. Chắc cũng mấy năm rồi. Chính vì vậy cho nên là lần này em được là diễn viên của một cái dự án điện ảnh thì ba mẹ em rất là vui luôn. Cứ chạy khắp xóm khoe bà con vậy đó. Đưa cái điện thoại ra. Con của tôi tháng vừa rồi ba có gọi vào. Nói mẹ vừa bán bớt một con bò thì em hỏi nhà kẹt tiền làm việc gì hả ba. Ba nói không. Mẹ bán con bò để may cái áo dài, còn cái tiền dư á thì bởi vì ba mẹ em chưa đi máy bay bao giờ thì số tiền còn dư để mua 2 vé máy bay để bay vào xem cái buổi ra mắt phim của con gái mình đóng. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.